Giao Linh ha, hay là Hà Hồng Tiền, họ cũng không nhớ đâu cô chú anh chị. Ở sức sợ nhạc quá. Cho qua.
Mà chừng cái ấy đó. Ừ đúng rồi, con đứng ngay đó luôn. À, giáo linh thành cô chú lại khổ dạng và tưởng là cô Anh Tiền là cô giáo linh. Còn rất nhiều nghệ sĩ nha cô chú chị ha. Thi Nhung vừa mới ca thì vô lại nha cô chú anh chị. Đây là ca sĩ Thi Nhung. Thôi, cửa diễn khấu ngay cho cô chú anh chị. Anh Đình Chí nha, ra ngoài ha. Thôi Đình Chí nè. Thì thôi cũng xin kết thúc video ha cô chú anh chị, thì có gì mới hỏi về tiếp ha. Tại vì đây là ở cửa cổng, đây là makeup của nghệ sĩ, cũng phía bên kia là sân khấu. Thì thôi người quay nhạc lúc trước cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà sợ dính bản quyền cô chú anh chị nên thôi quay đây, quay nghệ sĩ lên hát cho cô chú anh chị xem ha. Chứ thường thôi hay quay trên sân khấu cũng là rất là nhiều rồi, thì hôm nay thôi quay ở makeup này, như là trang điểm của cô chú anh chị, chia sẻ cho chú anh chị xem ha. Mong cô chú anh chị ủng hộ thầu một like, một đăng ký ha. Thì cô Đoàn Thủy vẫn còn ở trong phòng ha, còn anh Kim Kim Long thì đang trình bày diễn ở bên Ninh Kiều của cô chú anh chị. Bên Ninh Kiều thì anh sẽ quay lại thì thầu sẽ quay ha. Lúc thầu cũng quay anh Kim Long rất là nhiều rồi, thì có anh Kim Long tới thì sẽ quay ha. Quay cô chú anh chị nhiều ha.